xanh, đóa vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành ca Tỳ Là đây, gió reo vui trời bừng sáng, người người hân hoan loan tin vui, tất đạt đà thái tử ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt tham sân si, sáng soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư chúng con xin lạy người. Sống vui trong lục hòa, lòng con nguyện tình tâm quyến đi theo đường chân lý, dù gặp bao nguy nan oan khiên, vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cúi xin lạy người. Nam mô Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư chúng con xin quỳ kính. Trời bừng sáng, người người hân hoan loan tin vui, tất đạt đà thái tử ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt tham sân si, sáng soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư chúng con xin lạy người. Đạo vàng luôn từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền, sống vui trong lục hòa. Lòng con nguyện tình tâm quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao nghi nan oan khiên, vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cúi xin lạy người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị thảnh thơi, chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi pháp thoại ngắn trước khi mà chúng ta cử hành nghi lễ tắm Phật. Thưa với đại chúng, thời gian thấm thoát trôi qua đã 2641 năm. Những ngày này của 27 thế kỷ trước, nhân loại, chư thiên và loài người, trái đất của chúng ta đã vinh dự cung đón một ngày đẹp nhất trần gian. Đó là ngày đản sinh của Đức Phật. Ngài Đức Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ra nơi đời vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người.
trái đất của chúng ta theo khoa học tính toán thì sẽ tồn tại 9 tỷ năm. Và cho đến thời điểm này thì trái đất chỉ mới có 3 tỷ năm thôi. Tính từ lúc trái đất hình thành cho đến trái đất độ tuổi bây giờ thì chúng ta đã cung đón tất cả 7 vị Phật. Vị Phật đầu tiên được tên là Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật. Vị Phật thứ hai là Tỳ Xá Phù Phật. Vị Phật thứ ba là Câu Lưu Tôn Phật. Vị Phật thứ tư là Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Vị Phật thứ năm là Ca Diếp Phật. Và vị Phật kế tiếp là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trái đất của chúng ta đã 7 lần cung đón các vị Phật từ Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá Phù Phật, Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật. Và vị Phật thứ 7 đó là Thích Ca Mâu Ni Phật. Sự xuất hiện của một bậc thánh ra đời đem lại an lạc và hạnh phúc. Nơi vương quốc Thành Ca Tỳ La Vệ của xứ Ấn Độ thời xưa, hoàng thành Ca Tỳ La do Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia, hai vị này là bậc phụ mẫu chi dân, người chăn dân trị quốc. Đức vua và hoàng hậu đều có tấm lòng từ bi, thương yêu mọi người trong vương quốc của mình. Vào những ngày trưởng tịnh, tức là những ngày 30 mùng 1, 14, 15, thì hoàng hậu Ma Gia đều đi ra cửa ngọ môn để bố thí giúp đỡ cho những người nghèo khó. Tuổi của đức vua và hoàng hậu đã ngoài 40, vậy mà vẫn chưa có hoàng tử để nối dõi tông đường. Đây là một sự lo lắng. Bấy giờ tại cõi trời Đâu Xuất, một vị Bồ Tát tên là Hộ Minh, tức là tiền thân của Đức Phật. Bồ Tát Hộ Minh chỉ còn một kiếp cuối cùng nữa là sẽ thành Phật. Và bấy giờ Bồ Tát đã quán sát nhân duyên, thấy cái cơ hội thích hợp để Ngài có thể giáng trần đản sinh để cứu dân độ thế. Bồ Tát Hộ Minh đã quán sát hết tất cả những gia đình trong cái thế giới Ta Bà này, và Ngài đã chọn gia đình Sakya, tức là tộc họ Sakya, là Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia, chọn cái tộc họ này để thọ sinh. Và Hoàng hậu Ma Gia một hôm khi đã làm tròn bổn phận tác phước thiện duyên cứu giúp cho người nghèo, lệnh bà đã trở về cung nghỉ dưỡng và an giấc. Trong giấc mộng, lệnh bà đã thấy một con voi trắng 6 ngà bay từ trên trời, ngậm cành hoa sen, đến cung lệnh bà đang an giấc, khai hông hữu mà chui vào. Và sáng hôm sau, lệnh bà đã thuật lại cái giấc mơ cho đức vua, và bấy giờ các quần thần đã giải cái điềm mộng và cho biết rằng lệnh bà đã mang thánh thai. Và tương lai đây, dân quốc Thành Ca Tỳ La Vệ sẽ có một thái tử nối dõi trị quốc và sẽ là một bậc minh quân. Nghe như vậy, đức vua vô cùng hoan hỷ, và kể từ lúc đó Ngài đã bố thí làm phước nhiều hơn nữa. Ngài ân xá cho những tử tù, Ngài bố thí làm phước để cầu nguyện cho mẹ tròn con vuông sớm có được thái tử. Đó là niềm mong ước của một người cha khi đứa con vẫn còn nằm trong thai mẹ.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, sắp đến kỳ khai hoa nở nhụy. Theo phong tục của Ấn Độ thì người phụ nữ mang thai sinh con phải trở về nơi mà mình sinh ra để lâm bồn. Hoàng hậu Maya đã xin phép Đức Vua Tịnh Phạn trở về nhà của mình để sinh con. Và sáng hôm ấy, trăng tròn, tháng trăng tròn Vê Sắc, tính theo lịch Ấn Độ là khoảng trung tuần tháng 5 Tây lịch, và tính theo lịch Á Đông âm lịch thì nó sẽ rơi vào trăng tròn tháng 4. Một buổi sáng tinh sương của ngày đẹp trời tháng Vê Sắc, Hoàng hậu Maya cùng đoàn tùy tùng đã xa giá trở về quê mình để sinh con. Trên đường đi, lệnh bà nghe tất cả mọi người đồn đại rằng hoa u đàm 3.000 năm mới nở một lần, và ngày hôm nay trong vườn Lâm Tỳ Ni rực ngát hương thơm, trăm hoa đua nở và có sự xuất hiện của hoa u đàm phi diệu. Lệnh bà đã bảo cho đoàn tùy tùng hãy dừng lại để lệnh bà tham quan thưởng lãm cảnh đẹp ở tại vườn Lâm Tỳ Ni. Chủ yếu là bà muốn tận mặt xem thấy hoa u đàm. Khi đến trước cành hoa tuyệt sắc hương thơm, lệnh bà đã vối cái cành tay phải để hái cái hoa u đàm, thì bấy giờ đã đản sinh thái tử. Các cung nữ đã đứng quay quanh dán màn để lệnh bà thọ sinh thái tử. Thái tử bây giờ đã khai hông hữu bước ra ngoài. Trái đất của chúng ta giờ phút này đã rung động. Chư thiên rải hoa tấu nhạc ca mừng sự xuất hiện của một bậc vĩ nhân, sự xuất hiện của một bậc thánh ra đời. Chim hót líu lo, thời tiết ôn hòa mát mẻ, mọi người hân hoan. Mà vừa rồi quý vị nghe cái lời dẫn của bạn Thiên Ân: vô ưu tưng bừng nở, mừng đón Phật ra đời. Rằm tháng tư rực rỡ, vừa nắng rạng ban mai. Ca tỳ la nói dài, Lâm Tỳ Ni trỗi nhạc. Ngàn hoa kết lối hài, ngàn hương bay ngào ngạt. Một không gian khoáng đãng an lạc. Bây giờ trên không trung có tất cả 9 con rồng bay vần vũ và đã phun ra những hạt nước trong lành, tạo thành 2 dòng, một dòng nước nóng và một dòng nước lạnh để tắm trên kim thân của Đức Phật. Sau khi thân thể của Đức Phật đã được thanh tẩy bụi trần bằng những dòng nước mát mẻ, thì bây giờ Thiên Chủ Sakka đã lấy một tấm vải thượng hạng ở cõi trời từ không trung bay xuống và quấn ngang người của Thái tử. Sau khi pháp y đã được trang nghiêm, bấy giờ Ngài nhìn về phương Bắc và đi tất cả 7 bước. Đến bước cuối cùng, Ngài đứng lại. Một tay Ngài chỉ lên trời, một tay Ngài chỉ xuống đất. Và pháp ngữ đầu tiên, một thông điệp mà Đức Phật muốn nhắn gửi cho cõi đời này bằng một câu vỏn vẹn: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Có nghĩa là trên trời, dưới đất, chỉ có Phật tính là hơn hết. Sau khi Ngài nói câu pháp ngữ ấy xong, thì Ngài trở thành một người hài nhi bình thường như tất cả các hài nhi khác. Lệnh bà Maya cùng Thái tử chính thức xa giá hồi cung và loan báo tin mừng Thái tử đã đản sinh. Vừa rồi Thầy đã kể cho quý vị nghe một cách tóm tắt sơ lược về sự đản sinh của Đức Phật.
Và bây giờ chúng ta sẽ phân tích vài cái ý nghĩa trong sự kiện mầu nhiệm này. Khi Đức Phật sinh ra đời, Ngài đi 7 bước, 7 đó sen hồng nâng gót ngọc, đón mừng Bồ Tát xuống trần gian. Vườn lâm chợt thấy hoa đàm nở, muôn triệu con tim trỗi nhịp đàn. Khi Ngài đi 7 bước, lập 7 hoa sen đỡ chân của Ngài. Con số 7 là một trong những con số mầu nhiệm. Trong con số 7 ấy, nó biểu trưng cho không gian và thời gian. Không gian thì có 4 và thời gian thì có 3. Thời gian gồm có quá khứ, hiện tại và vị lai. Không gian thì gồm có đông, tây, nam và bắc. Khi Đức Phật sinh ra đời, Ngài đi 7 bước, tức là Ngài bước qua cả không gian và thời gian. Ngài không còn bị không gian và thời gian chi phối nữa. Đức Phật sinh ra đời khác với mình sinh ra. Vì mình sinh ra đời là mình bị nghiệp lực chiêu cảm mà thọ sinh. Chúng ta thấy ngoài con người ra còn có những con vật, những loài súc sinh, những loài heo, bò, gà, dê, ngựa, cá, rùa, vân vân, chim chóc. Những con vật này là do đời trước không có tạo những duyên phước tốt lành, tạo những nghiệp nhân xấu xa mà bây giờ phải mang lông đội sừng, phải làm kiếp súc sinh khổ đau để trả quả. Còn con người chúng ta sở dĩ sinh ra được làm người là nhờ đời trước mình biết tu, mình biết làm phước, mình biết ăn chay niệm Phật, mình biết làm lành lánh dữ, mình tạo nhiều công đức. Nhờ phước duyên đó nay được làm người. Nhưng trong cái phước để làm người vẫn còn trả nợ, trả nghiệp. Do đó là chúng ta cứ bị quay quần trong cái kiếp nhân sinh, sanh, già, bệnh, chết. Bị lệ thuộc, bị chi phối, bị nghiệp lực vô thường. Còn Đức Phật thì Ngài không còn bị những cái điều khổ đau, nghiệp lực chi phối nữa. Do đó Ngài tự tại thảnh thơi. Phật đản sinh cứu người trong biển khổ, Pháp ra đời cứu kẻ giữa sông mê. Tức là Đức Phật vì nguyện lực độ sinh, tức là vì tâm nguyện độ đời mà Ngài mới xuất hiện cứu độ chúng sinh. Còn chúng ta xuất hiện ra nơi đời là do nghiệp lực chiêu cảm tái sinh. Sự sinh ra của Đức Phật là Ngài khai hông hữu mà đi ra. Còn chúng ta và tất cả mọi loài chúng sinh sinh ra đời đều từ nghiệp dâm dục mà ra. Vì Đức Phật là bậc thánh, Ngài là bậc vô nhiễm, Ngài không còn chi phối bởi nghiệp trần. Do đó sự xuất hiện của Đức Phật là vi diệu, là tối thắng. Nó khác với cái kiểu sinh sản bình thường của chúng ta. Nếu như sinh sản kiểu bình thường như mọi loài chúng sinh, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong kinh Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ, Đức Phật nói: khi sinh sản hiểm nguy chi xiết, sinh đặn rồi tinh huyết dầm về, ví như thọc huyết trâu dê, nhất sinh thập tử nhiều bề gian nan. Con người bình thường khi sinh ra là người mẹ rất là đau đớn. Đây là một cái hoàn cảnh gọi là thập tử nhất sinh. Và đứa trẻ khi mà sinh ra cười hay khóc quý vị? Không. Có ai sinh ra cười không? Xin thưa là không. Có lẽ cái khóc đó không ai dạy, mà quý vị khóc rất giỏi. Vì sao quý vị khóc rất giỏi? Vì quý vị đã từng khóc trong những đời trước rồi. Đức Phật nói rằng nước mắt của chúng sinh rơi ra nhiều hơn 4 biển đại dương. Điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta không phải có sinh tử mới con đời, mà chúng ta đã lặn hụp trong dòng chảy sinh tử nhiều kiếp quá khứ rồi. Do đó cái khổ nó đã chi phối, nó đã có mặt với quý vị. Do đó là quý vị vừa sinh ra là đã khóc. Còn Đức Phật, Ngài có tu tập vô lượng vô số kiếp về đời trước, Ngài đã thực hành thiện sự, Ngài cứu khổ độ đời, Ngài ban vui cho trần thế. Do đó là quý vị nhìn ở trong chùa đó, tượng của các vị Phật và Bồ Tát, ai cũng hoan hỷ hết, đâu có ai buồn khổ đâu.
Do đó duy nhất chỉ có Đức Phật, Ngài xuất hiện ra nơi đời bằng nụ cười an vui và thánh thiện. Thông điệp đơn giản mà Đức Phật nói rằng là trên trời dưới đất chỉ có Phật tính là hơn hết, có nghĩa là Đức Phật muốn nói rằng cái sự giác ngộ giải thoát hạnh phúc là trên hết. Ai cũng có khả năng giác ngộ giải thoát khổ để vui. Phật cũng có, quý vị cũng có. Phật đã giác ngộ tỉnh thức, quý vị tương lai cũng sẽ giác ngộ tỉnh thức như Phật. Đó là sự bình đẳng trong cái thể tính giác ngộ có sẵn trong tâm Phật và trong tâm quý vị. Thật sự ra thì trong tâm quý vị vẫn có Phật tính. Quý vị cứ hiểu nôm na Phật tính tức là những cái giá trị đạo đức, cái tính thiện. Ở các tôn giáo khác người ta cho rằng là nhân chi sơ tính bổn thiện, tức là mỗi con người chúng ta khi vừa sinh ra là ai cũng có tính thiện, nhưng mà khổ nổi khi mà mình lớn lên á, thì cái sự cọ sát, giao tiếp, ứng xử trong đời sống hàng ngày, chúng ta bị tác động bởi môi trường, xã hội, và chúng ta bị bắt chước và làm theo những điều xấu hơn là những cái tốt. Do đó đạo đức chúng ta bị tha hóa, chúng ta bị cờ bạc, rượu chè, tham lam, giết người, trộm cướp, xì ke ma túy, hút thuốc, uống rượu. Những cái này ngày xưa khi mình còn nhỏ mình không có, nhưng khi lớn lên thì mình bị ảnh hưởng môi trường, mình mất đi những cái giá trị hồn nhiên thánh thiện rồi. Do đó thường thường người lớn lên người ta hay đi chùa nhiều là vậy. Người ta đi học tu nhiều như vậy, và kể cả bận rộn cách mấy người ta vẫn phải tu, để người ta nạp năng lượng của hiểu biết, của tuệ giác, của đạo đức. Không khéo mình dễ vui, mình đánh mất mình hồi nào không hay. Vốn dĩ cuộc đời này là một sự phức hợp, một sự đa dạng, mà người nào không tỉnh thức thì người đó dễ bị cuốn trôi theo dòng đời mê mờ mà không tìm thấy bản giác của chính mình. Do đó khi Đức Phật ra đời với câu nói rất là đơn giản, cái thể tính giác ngộ trong mỗi con người ai cũng có. Và bây giờ muốn được như vậy thì phải làm sao? Thì quý vị cứ nhìn đi, một tay là Đức Phật chỉ lên trời, và một tay Đức Phật sẽ chỉ xuống đất. Tay nào Ngài chỉ lên trời? Tay phải. Ý Ngài muốn nói là ai làm điều phải thì lên trời ở. Ai làm những điều đạo đức, thánh thiện, hiền lành đi đâu ở? Lên trời ở. Tay nào Ngài chỉ xuống đất ạ? Tay trái Ngài chỉ xuống đất. Ý Ngài muốn nói rằng ai mà làm những điều gì trái với luân thường đạo đức thì đi đâu ở ạ? Xuống địa ngục ở. Giờ quý vị muốn lên trời ở hay là muốn xuống dưới địa ngục ở? Ai đồng ý lên trời giơ tay lên thì coi nè. Phải lên hết thôi. Chúng ta chỉ có hai cái option để chọn thôi. Hai cái, một là lên, hai là xuống thôi. Nhưng mà tôi tin chắc rằng là quý vị ước mong rằng cuộc sống của chúng ta hướng thượng, cuộc sống của chúng ta lên những cảnh giới cao đẹp hơn. Trời ở đây là quý vị hiểu rằng là những cái cảnh giới tối thượng nó hơn cái tầng mức bình thường của cõi người. Và cõi trời là một trong những cái cảnh giới thiên thần hưởng phước mà không gặp những điều khó khăn vất vả. Thưa với đại chúng, chốc lát nữa chúng ta sẽ thực hiện nghi thức tấm Phật, tức là chúng ta sẽ rải trên kim thân của Đức Phật những giọt nước cam lộ thanh trong mát mẻ để thanh tẩy bụi trần nhiễm ô trên thân và tâm của mình. Mà muốn được như vậy thì bây giờ quý vị phải lắng nghe về cuộc đời Đức Phật, để quý vị hiểu thêm những mẫu chuyện đạo trong cuộc đời của Đức Phật và tầm ảnh hưởng của Đức Phật đến mình như thế nào. Muốn an lạc thân tâm thì phải hiểu được cái chất liệu an lạc của Phật, cách sống của Phật, rồi từ từ thẩm thấu vào con người của mình. Quý vị biết không, khi mà Đức Phật sinh ra đời như vậy đó,
thì vua Thịnh Phạn đặt tên cho con mình là Tất Đạt Đa. Với ba chữ Tất Đạt Đa được hiểu nghĩa một cách nôm na là mọi sự việc đều được thành tựu. Ý của đức vua là muốn con mình tương lai sẽ làm vua, chăn dân trị quốc. Nhưng nào ngờ cái hiểu nghĩa của vua Thịnh Phạn chỉ là hiểu nghĩa bề ngoài thôi. Còn cái nội hàm sâu sắc mà sau vỡ lẽ ra thì mới biết rằng là mọi sự việc thành tựu, tức là Ngài chứng đạt được một quả vị cao hơn, tức là giác ngộ để thành Phật. Vì khi sanh ra Thái tử được vài ngày thì bây giờ có một vị Tiên A Tư Đà. Ông này là đạo sĩ Bà La Môn giáo. Ông giỏi về cái thuật đoán tướng. Ông đã về cung xem tướng cho Đức Phật. Và ông hết hồn khi ông thấy một đứa trẻ này lạ vô cùng. Đứa trẻ này có tất cả 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đây là những dấu hiệu của Bậc Thánh xuất hiện ra nơi đời. Khi thấy kim thân của Thái tử thì lúc bấy giờ là Tiên A Tư Đà quỳ xuống đảnh lễ liền. Sau đó Ngài cười và Ngài khóc. Đức vua Thịnh Phạn mới hỏi: tại sao Ngài cười rồi Ngài khóc? Thì Tiên A Tư Đà mới trả lời rằng: này Đại Dương, sở dĩ ta cười, ta hoan hỷ vì ta biết rằng dân quốc thành Ca Tỳ La Vệ có phước lắm. Và cả trái đất này vô cùng phước báo khi cung đón một bậc thánh đã ra đời. Nhưng mà ta khóc vì ta biết rằng sau này bậc thánh này sẽ vì cái tâm nguyện độ đời, sẽ xuất gia tu học, sẽ không làm chuyển luân thánh vương để chăn dân trị quốc, mà với lòng bi mẫn Ngài xuất gia tầm đạo giác ngộ giải thoát, thành Phật để hóa độ chúng sinh. Nhưng khổ nỗi lúc bấy giờ, đợi chờ tới ngày mà Thái tử thành Phật rồi thì lúc đó là ta thân hoại mạng chung rồi. Ta khóc vì ta không có cơ hội để diện kiến một vị Phật trong tương lai. Quý vị thấy, ngay từ tấm bé, cái sự biểu đạt thể hiện cái tố chất tư cách của một bậc thánh đã có. Do đó quý vị cố gắng sau này mình có con cái, mình muốn con cái mình lớn lên trở thành người hiền, thì mình phải hung đúc dạy dỗ uốn nắn đạo đức để cho nó vào nề nếp. Sau này nó sẽ noi gương hạnh, từ đó mà phát huy. Với lòng bi mẫn và tình thương rộng lớn thì năm 29 tuổi Ngài bắt đầu phát nguyện đi tu. Lúc này đức vua Thịnh Phạn lại sợ, bằng mọi giá ép Thái tử phải lấy vợ. Thái tử phải đồng ý để lấy vợ theo ý nguyện của cha mình. Và công chúa Yayudhala là một trong những vị được chọn làm vợ của Thái tử. Sau đó 9 tháng 10 ngày đã sinh ra một đứa con và đặt tên là La Hầu La. Coi như là người sẽ kế nghiệp sau Thái tử. Thái tử cũng an tâm cho vương quốc thành Ca Tỳ La Vệ. Nếu như Ngài có đi tu thì con Ngài cũng sẽ là người kế vị. Thái tử xin vua cha dạo chơi 4 cửa thành theo thứ tự Đông, Nam, Tây và Bắc. Và rồi thứ tự lần lượt 4 cửa thành, Thái tử đã gặp cái cảnh sinh già bệnh chết. Thấy cảnh người già, thấy cảnh người bệnh và thấy cảnh người chết. Thái tử mới hỏi cái người hầu cận của mình: vậy chứ rồi nữa ta có giống như những người này phải bị già, bị bệnh và bị chết hay không? Thì Sa Nặc là người hầu cận mới trả lời rằng: thưa Thái tử, bất kỳ những ai có mặt trên cõi đời này, từ vương quyền cho đến kẻ hạ tiện, tất cả đều phải chịu cái quy luật vô thường chi phối. Thái tử nghe như vậy, Ngài rất là ưu tư. Ngài mong tìm một cái giải pháp nào để thoát khổ cho chúng sinh khỏi cái cảnh sinh già bệnh chết ấy. Và cuối cùng ở cửa Bắc thì Ngài gặp một cái vị tu sĩ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống một đời sống không gia đình, an vui, hạnh phúc, tự tại, không còn bị lệ thuộc bởi tài lợi, sắc dục, quyền lực ở thế gian. Chỉ vì sinh tử hôm mai, xuân thu mấy độ, giúp người hữu duyên. Và
Thái tử mong ước mình có một cái cuộc sống phẩm hạnh như vị tu sĩ ấy. Sau khi trở về cung là ngài đã nuôi cái chí nguyện đi tu. Để rồi ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch năm ấy, Thái tử sau khi nhìn lại vương quốc thành Ca Tỳ La Vệ lần cuối, chào vợ và con mình, cả vương quốc đang chìm trong giấc mộng. Đêm ấy ngài vượt thành cùng với ngựa kiền trắc và người hầu cận Sa Nặc đã vượt thành xuất gia tầm đạo. Đến bên bờ sông của dòng Anoma, ngài đã cởi hết tất cả hoàng bào, tất cả những châu báu, khoác trên người mình chiếc áo nâu sồng và nhắn gửi lại với Sa Nặc. Ngài cầm cây kiếm cắt tóc của mình, trao truyền lại và nói với Sa Nặc, báo với đức vua: ta hẹn trở về khi ta chứng đạo và sẽ độ cho gia đình mình hạnh phúc an vui theo chân lý mà ta đạt được. Và thưa với quý vị, bắt đầu từ năm đó, trải qua 6 năm khổ hạnh tu tập với các vị đạo sĩ nổi tiếng Alara và U Đầu Lam Phất, ngài đã chứng được những cái tầng thiền cao tột đến phi tưởng, phi tưởng xứ. Và ngài vẫn không thấy được rằng đây là pháp cuối cùng để giác ngộ. Ngài tu khổ hạnh đến nỗi một ngày chỉ ăn có một hạt mè thôi, thân thể gầy còm, ốm yếu, mắt mờ, tai điếc. Trí huệ của ngài vẫn minh mẫn sáng suốt để nhìn thấy đây không phải là chánh pháp để thực tu. Cuối cùng rồi thì ngài từ bỏ nếp sống khổ hạnh, nhận cái bát sữa của nàng một nữ Sujata và ngài hồi phục sức khỏe. 49 ngày liên tục tu tập thiền quán dưới cội Bồ Đề và kết quả đã được thành tựu. Đêm thứ 48 rạng ngày thứ 49, ngài thiền định chiến thắng ma quân giặc phiền não tham sân si, và ánh sáng giác ngộ đã tỏa chiếu. Từ chánh định ngài đã đắc thành quả Phật. Lúc bấy giờ ngài tròn 35 tuổi. Khi Đức Phật đã giác ngộ, ngài đã đạt được quả vị tối thượng mà người đời tôn kính Như Lai Thế Tôn thông qua 10 hiệu: Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. 10 hiệu này tất cả các vị Phật ai cũng giống nhau, được dịch nghĩa như sau: tự thân của Đức Như Lai, người từ chân như tới, thầy của chúng con, là bậc xứng đáng nhất để được cung kính và cúng dường, là bậc có trí giác chân thực và toàn vẹn, là bậc có đầy đủ công hạnh và tuệ giác, là bậc đã qua tới một cách nhiệm màu, là bậc hiểu thấu thế gian, là bậc nhân sĩ cao tột có khả năng điều phục con người, là bậc thầy của cả hai giới thiên và nhân, là bậc tỉnh thức trọn vẹn, là bậc được tôn sùng quý trọng nhất trên đời. 10 hiệu vừa được nêu là đồng đẳng hết tất cả các vị Phật. Do đó nếu có ai hỏi quý vị là Phật nào lớn hơn Phật nào, thì quý vị mỉm cười và nói rằng không có Phật nào lớn hơn Phật nào cả, vì tất cả các vị Phật đều bình đẳng về thể tính giác ngộ như nhau. Sau này thầy thành Phật, quý vị thành Phật, người trước người sau cũng bình đẳng về 10 thánh hiệu được ca tụng như vậy. 35 tuổi ngài thành đạo và liên tục 45 năm hoằng pháp lợi sinh. Mỗi một ngày ngài đều ban pháp thoại cho tất cả mọi người, từ hạng cùng đinh hạ liệt cho đến những người quyền cao chức trọng vua chúa, ai cũng thừa hưởng thánh pháp mầu nhiệm của ngài để tu tập. Hàng ngàn con người, hàng triệu con người đã được hóa độ. Quý vị biết giáo đoàn của Đức Phật ngày xưa khoảng chừng 3 tháng thôi, số lượng đã lên 1.250 vị.
Và cho đến thời điểm bây giờ, hơn 2.600 năm, giáo lý của Đức Phật đã có mặt trên 190 quốc gia trên toàn thế giới. Và năm 1999 tháng 12, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã họp lại và công nhận thánh lễ Vê Sắc, tức là thánh lễ đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn của Đức Phật. Ba lễ này gộp chung lại một ngày gọi là thánh lễ Vê Sắc, kỷ niệm ngày văn hóa tôn giáo lớn nhất toàn cầu. Và thưa với quý vị, trong tuần lễ Phật đản này, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc đều treo cờ Phật giáo và chúc mừng ngày lễ đản sinh của Đức Phật. Tam hợp Vê Sắc là ba sự kiện trọng đại. Đức Phật sinh ra, Đức Phật thành đạo, và năm 80 tuổi Đức Phật nhập Niết Bàn. Do đó ngày hôm nay tại công ty gỗ sồi Lâm Hoàng Phát, chúng ta tổ chức kỷ niệm kính mừng Phật đản, là chúng ta đang hòa chung trong không khí hân hoan mừng lễ Phật sinh của tất cả những tín đồ theo Phật giáo trên 190 quốc gia toàn thế giới chào mừng sự kiện trọng đại này. Vừa rồi tôi đã kể một cách ngắn gọn về cuộc đời của Đức Phật với những dấu ấn mà quý vị cần phải nhớ. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích từng điểm một để chúng ta thấy cái lòng từ của Đức Phật đến với muôn người lớn lắm. Quý vị biết Ấn Độ thời bây giờ chia ra làm bốn giai cấp. Giai cấp đứng đầu là giai cấp tăng lữ, tức là những người tu hành, quản lý về việc nghi lễ và tế tự. Giai cấp đứng vị trí thứ hai là giai cấp quyền lực, sát đế lợi, là tức là vua quan, nắm quyền thống trị, pháp luật, chăn dân trị quốc. Giai cấp thứ ba là giai cấp phệ xá, tức là những người thương chủ buôn bán. Và giai cấp cuối cùng là giai cấp cùng đinh hạ liệt, là những người nô tỳ, những người nô lệ, những người thân phận thấp kém, nghèo khó và không bao giờ có cơ hội vụt lên để ngang bằng với lại các giai cấp còn lại. Những người đó cũng khao khát gặp Phật, nghe Pháp, nhưng mà không thể nào có cơ hội để gần gũi Đức Phật. Trong đó có một người gánh phân tên là Ni Đề. Quý vị biết ngày xưa thời đó thì không như bây giờ mình có nhà vệ sinh. Tất cả phải có những người hạ liệt đi đổ phân cho những nhà hàng ngày. Thì cái người gánh phân tên Ni Đề này cũng nghe danh Đức Phật đã lâu, nhưng mà không bao giờ có phước duyên để gần Phật. Hôm nay lạ vô cùng, trong lúc anh ta đi gánh phân thì cái túc duyên anh ta hội ngộ được Đức Phật. Và Đức Phật thấy Ni Đề, Đức Phật biết rằng Ni Đề có nhân duyên với Phật. Thế là Đức Phật đi ở phía trước chặn cái đường Ni Đề. Thì lúc bấy giờ người gánh phân Ni Đề biết cái thân phận của mình là nghèo khó, do đó là không thể nào gần bậc thánh, mà cái giai cấp tăng lữ, giai cấp tu sĩ là giai cấp lớn nhất. Mà gần họ không khéo có gì là bị đánh, bị đập, bị chửi, rồi bị hình phạt, bỏ tù rồi sao, sợ lắm. Do đó là thấy Đức Phật là Ni Đề lui, lui, lui. Và lui một hồi, tới lui tới đường cùng rồi không còn chỗ lui nữa. Thì lúc bấy giờ Ni Đề không dám ngó lên, mà cái mặt lại ngó xuống dưới đất, cảm thấy bất lực, sợ sệt. Bây giờ Như Lai Thế Tôn mỉm cười và nói rằng: này Ni Đề, người gánh phân kia, ngươi có muốn xuất gia tu học như các vị tỳ kheo trẻ tuổi có được đời sống an lạc thảnh thơi hay không? Ni Đề lúc bấy giờ như được mở lòng, chắp tay thưa với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, con muốn lắm chứ, nhưng mà con nghĩ rằng là thân phận của con dơ uế như thế này thì chắc chẳng bao giờ mà đạt được những cái pháp tối thượng. Đức Phật mỉm cười và nói với lại Ni Đề: này Ni Đề, giáo pháp của Như Lai là bình đẳng. Giáo pháp Như Lai như là giọt nước cam lồ thanh tẩy tất
cả mọi nhiễm ô, tất cả những gì ô nhiễm trong cuộc đời này đến với giáo lý của Đức Phật đều được thanh sạch tịnh hóa. Giáo pháp của Thế Tôn cũng giống như là một cái lửa rực cháy có thể thiêu đốt hết tất cả mọi pháp nhiễm ô. Ai nhiễm ô đến với giáo lý của Đức Phật thì sẽ được hóa giải, thiêu rụi tất cả những phiền não. Người yên tâm đến với ta, đến với giáo pháp của ta tu tập thì ngươi cũng có thể giác ngộ như ta và các vị tỳ kheo kia. Ni đề như được mở cờ trong lòng và quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn, xin phép Ngài thâu nhận con làm đệ tử trong giáo đoàn của Ngài, để con cố gắng tu sửa thân tâm của mình, làm lành lánh dữ, tu tập thiện nghiệp để giác ngộ giải thoát. Thế là Đức Phật im lặng đồng ý và chấp nhận cho người gánh phân Ni Đề trở thành một vị tỳ kheo dự vào hàng tu học. Cái chuyện mà chàng gánh phân Ni Đề được đi tu thì từ một giai cấp hạ liệt bây giờ trở thành một giai cấp tăng lữ, tức là vượt qua ba giai cấp còn lại, thì làm cho tất cả mọi người sao động. Không thể nào chấp nhận cho một cái người gánh phân Ni Đề hạng hạ liệt mà bây giờ đã tu học trở thành một tỳ kheo ở cái hạng cao thượng trong giai cấp Ấn Độ thời bấy giờ. Quý vị biết không, cái sự ghen ăn tức ở và bây giờ những người bịp bõm kia đã thưa chuyện cùng với Đức Vua Ba Tư Nặc, không chấp nhận như vậy. Thế là Vua Ba Tư Nặc sáng hôm đó phải đi vào tịnh xá để gặp Đức Phật hỏi chuyện về cái chàng gánh phân Ni Đề đi tu. Làm như vậy nó sẽ trái hết tất cả các mối quan hệ hành xử văn hóa trong xã hội thời bấy giờ. Thì sáng hôm đó khi mà Đức Vua Ba Tư Nặc đi vào á, thì thấy nguyên một cái tảng đá to, thì có một vị tỳ kheo ngồi trước cái tảng đá đó, dung sắc rất là thù diệu, ngồi rất là đoan trang, hình nghi đỉnh đạt, dung mạo khả quan. Đức Vua Ba Tư Nặc mới hỏi vị tỳ kheo đó là: hôm nay có Đức Thế Tôn ở tịnh xá hay không? Xin Ngài hãy thông báo, tôi Vua Ba Tư Nặc xin được phép gặp Đức Thế Tôn. Thì lúc bấy giờ vị tỳ kheo ấy mở mắt mỉm cười và nói rằng: xin Ngài chờ tôi giây lát. Thế là vị tỳ kheo đó dẫn thần thông, không cần đứng lên, dẫn thần thông xuyên qua cái núi đó đi vô gặp Đức Phật và tích tắc hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật đồng ý để tiếp Đức Vua. Thì trong tích tắc vài giây xuyên qua đá trở lại ngồi lại vị trí và thưa với Đức Vua: thưa Ngài, Thế Tôn đang chờ Ngài trong thư thất. Thì lúc bấy giờ Vua Ba Tư Nặc hết hồn, thánh đệ tử của Đức Phật thần thông mầu nhiệm đến như vậy. Ông vừa đi vô ông gặp Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Phật ba lại, thì bấy giờ Đức Vua mới hỏi: con không đồng ý cho một cái người gánh phân tên là Ni Đề đi tu, bởi vì con tin rằng người đó sẽ chẳng bao giờ đắc được bất kỳ một quả nào cao thượng trong giáo lý của Ngài. Thì lúc này bây giờ Đức Phật mỉm cười, Đức Phật mới nói: thế Đại Vương, hồi nãy Đại Vương vô đây, Đại Vương có gặp ai không? Thì Đức Vua mới trả lời: dạ có, con gặp một thầy tỳ kheo mà phải công nhận đệ tử Thế Tôn giỏi thiệt, thần thông siêu việt, tích tắc trong vòng mấy giây ẩn hình hiện hình là trả lời với con liền. Người này phải tu cao lắm, phải có một cái nội lực tu hành lớn lắm. Thì Đức Phật mỉm cười với nói với Đại Vương rằng: thưa với Đại Vương, ông đó chính là người gánh phân Ni Đề đó. Đức Phật nói như thế làm cho ông vua hết hồn. Mà quả thật đây là cái lực tu của một người từ phàm phu ngu tối, thân phận hạ liệt, khi đến với giáo lý đạo Phật, cố gắng tu tập sẽ giác ngộ, sẽ có thần thông và đổi mới liền ngay tức khắc. Ngày hôm qua là gương mặt của Dạ Xoa, nhờ có tu hôm nay mình hiền hơn, gương mặt mình là Bồ Tát. Giờ quý vị cố gắng tu với thầy chừng tiếng hai tiếng thôi, rồi tiếng nữa quý vị về tới nhà, quý vị hỏi mấy người trong nhà thử thôi: hôm nay mày thấy mặt tao đẹp không? Tin chắc rằng là quý vị được khen liền ngay tức khắc. Vì sao vậy? Vì năng lượng từ tâm trong cái ngày lễ đản sinh này mà nãy giờ quý vị đang trải lòng mình ra, đang để tâm mình lắng nghe những lời đạo đức, thì những cái giá trị chân lý mầu nhiệm này nó đang thẩm thấu vào tâm của quý vị, sẽ làm cho quý vị đẹp hơn,
đẹp từ thể chất đến tinh thần, đẹp từ lời nói đến việc làm, và khiến cho mọi người khi gặp lại quý vị tự nhiên họ an lạc, họ thấy mình hiền hơn. Thôi ráng đi, dù bận vẫn tu tháng con lần à, nhưng mà quý vị vẫn hiền hơn một chút. Tu là chuyển nghiệp, chuyển từ từ cho cái tâm thức mình nó nhẹ nhàng. Còn nếu không á, mà quý vị để ác nghiệp mà nó cứ liên tục trỗi dậy á, thì cuộc đời quý vị khổ thôi. Hôm nay quý vị tu là quý vị an lạc được một chút. Người nào có tu là người đó bớt đi khổ đau. Có những người ở gần Phật mà không có biết Phật, rồi để rồi cả cuộc đời này không biết giáo pháp tu hành, chết đi vào cõi khổ. Quý vị biết không, gần cái tinh xá của Đức Phật đó, có một cái nhà đồ tể tên là Kunda. Kunda là một trong những người đồ tể mổ heo giỏi nhất cái vùng đó, mà ở gần với Đức Phật, ở gần tịnh xá của Đức Phật. Vậy mà gần 40 năm ấy mà Kunda đồ tể ấy chưa bao giờ đến chùa gặp Phật, chưa bao giờ cúng dường cho Đức Phật và tăng đoàn bất kỳ một phẩm vật nào. Và cuộc đời của ông chỉ giỏi một nghề duy nhất, tức là nghề mổ heo. Ông mổ heo rất chuyên nghiệp. Ông cột một cái cây như thế này, ông buộc con heo vô, ông chưa có giết liền đâu. Ông đổ nước đồng sôi vào trong miệng con heo, để rồi cho cái nước đồng sôi, nước nóng sôi nó đi vào bao tử, rồi nó đi tiện ra ngoài thì bao tử heo nó sạch. Sau đó rồi con heo nó đau đớn, ông sẽ dùng cái cây dao thật là bén, ông rọc cái cổ con heo ra, ông chọc huyết heo, ông giết con heo. Như vậy là con heo không phải bị chết liền, mà con heo phải chịu đau đớn, khổ sở, la hét, từ từ mới chết. Và thưa với quý vị, gần 40 năm làm đồ tể giết heo, không làm bất kỳ một phần phước thiện nào hết. Và cuối cùng, 7 ngày cuối cùng trong cuộc đời của đồ tể Kunda này, quý vị mới thấy hết hồn. Lúc bấy giờ ông bệnh tật, ông lâm vào trạng thái mê man, lúc tỉnh lúc mơ, và ông thấy hàng ngàn hàng trăm con heo mà ông đã từng giết, bây giờ nó về nó đòi mạng. Và nó làm cho ông sợ sệt, nó làm cho ông chạy xung quanh căn nhà mà chạy cái tướng y như là tướng heo, la cái giọng nói en ét y như là con heo. Và thân thể ông trở nên đau đớn. Ngày xưa ông hành hạ heo đau đớn như thế nào, thì bây giờ cái đau đớn ấy đến với ông cũng như thế. Đây là cái tập nghiệp, quen làm theo điều ác, cuối cùng rồi cũng sẽ nhận chịu những kết quả ác như vậy thôi. Và cái sự la hét như vậy liên tục 7 ngày, đến nỗi là người trong nhà không dám mở cửa, phải đóng cửa lại để cho mọi người xung quanh đừng có thấy cái cảnh ông đau khổ như thế này. Thì các thầy tỳ kheo hàng ngày đi khất thực mới cảm thấy lạ. Trời ơi, ngày xưa mỗi ngày ổng giết con heo à, do đó mình chỉ nghe tiếng đau khổ của ông chút một hết. Mà sao bây giờ liên tục mấy ngày nay ổng đóng cửa lại, chắc ổng giết heo nhiều lắm hay sao mà cả ngày thấy toàn nghe tiếng heo không à. Tội nghiệp cho những con heo. Cái lúc bây giờ các thầy tỳ kheo thưa chuyện với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, cái nhà ông đồ tể Kunda mấy bữa nay chắc có lễ lộc gì lớn lắm hay sao mà ông giết heo gì cả ngày lẫn đêm vậy bạch Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật mới nói rằng các ông yên tâm đi, không phải là ông giết thêm nữa đâu, ông đã ngưng giết heo 7 ngày nay rồi. Còn cái tiếng kêu là chính tiếng từ cái miệng ông, từ thân thể ông phát ra mà thôi. Và hôm nay là ngày thứ 7, là ta báo với các thầy chỉ còn nghe ngày hôm nay nữa thôi. Bởi vì ngày hôm nay là ngày cuối cùng ông sẽ thân hoại mạng chung và chết đi vào địa ngục vì cái nghiệp sát hại các loài vật, nhất là loài heo, không một chút từ tâm thương xót. Và thật thưa với quý vị, xong ngày đó là đồ tể Kunda trút hơi thở cuối cùng trong sự đau đớn khổ sở và chết. Ông đi vào địa ngục do cái nghiệp cả cuộc đời sát hại sinh vật. Quý vị nhớ nha, cả đời này mà mình không chịu tu, không làm phước, không ăn chay, không phóng sinh, mà toàn là sát sinh, chết đi đâu ạ? Ông Phật ông chỉ là đi xuống,
địa ngục mà ở. Do đó là may mắn những khóa tu ở đây vẫn có phóng sinh, vẫn có ăn chay, tạo cái duyên nghiệp thiện lành cho quý vị. Tu ngày nào hay ngày đó. Và quý vị thấy đó, bữa nào quý vị ăn chay là tự nhiên quý vị thấy tâm quý vị an lạc, thảnh thơi. Vì mình không có não hại chúng sinh bằng cái thức ăn. Bởi vì mình không quán chiếu, chứ mình nhìn kỹ đi, cái miếng thịt này nó ngon đó. Nhưng mà đổi được cái miếng thịt ngon này thì cái con vật này nó phải la ó, nó phải đau khổ, nó phải dùng dậy trước khi chết như thế nào. Và mình đặt mình là những con vật ấy, mình có chấp nhận không? Mình có thù con người hay không? Do đó là Đức Phật dạy cho chúng ta cần phải có một cái tâm niệm an lành. Mình đem đến sự an lạc cho người khác, không não hại đến đời sống muôn sinh của người khác, thì mình mới có được cái cuộc sống bình an. Tập tính của con người là hay ích kỷ. Hôm nay mình có được chứ mình không muốn cho người khác. Mà càng ích kỷ bao nhiêu thì quý vị sẽ càng khổ bấy nhiêu. Đức Phật thương mọi người, Đức Phật vẫn cứu mọi người. Nhưng mà cứu mọi người mà mọi người không biết cứu lại những người khác thì thôi, coi như là không đủ duyên thì Đức Phật buông. Nhớ nha, chứ không phải là Đức Phật không có từ bi. Đức Phật vẫn từ bi, nhưng mà từ bi cho quý vị để rồi quý vị nảy nở lòng từ bi mà cứu người khác. Còn nếu từ bi với quý vị mà quý vị không có từ bi với người khác thì thôi, quý vị sẽ trở thành ích kỷ và không ai cứu quý vị nữa đâu. Một hôm Đức Phật đi thiền hành ra cái hoa viên, thì Đức Phật nhìn ở một cái ao sen. Bên cạnh cái ao sen đó thì có một cái giếng rất là sâu. Và Đức Phật nhìn thẳng xuống cái giếng sâu đó bằng cái cặp mắt tuệ giác của Đức Phật, thì Đức Phật thấy rằng nơi đó là cảnh giới địa ngục. Với tuệ giác Đức Phật siêu trần, nhãn quan thuần tịnh, Đức Phật nhìn, Đức Phật thấy. Và trong một cái địa ngục đầy những cái sự khổ đau hành hình của các tội nhân máu me, thì trong cái dũng máu đỏ đó thì có một cái tên tội đồ, nó đang quẩy vùng, nó đang tìm cách thoát chết khổ đau của cái cảnh giới địa ngục đầy máu me đó. Chắc có lẽ là cái tên này nó có duyên với Đức Phật hay sao, mà lúc bấy giờ thì cái nhãn quan siêu trần thoát tục Đức Phật thấy. Và Đức Phật mới nhìn kỹ cái tên này trong quá khứ, coi nó có làm phước thiện gì không, để mình coi thử mình có cứu được nó hay không. Thì may mắn cho cái chàng tội nhân này, khi còn sinh thời ở những đời trước thì anh ta làm cái nghề giết hại và trộm cắp, chẳng bao giờ thấy anh ta làm điều thiện hết á. Anh ta tên là Kiện Đạt Đa. Kiện Đạt Đa không hề làm thiện. Đức Phật cố gắng tìm một vi tế điều thiện nhỏ thôi để có cơ hội này để mà cứu anh ta. Thì may mắn thưa quý vị, có một lần trong cái lúc mà anh ta cướp của giết người trên đường anh ta về đó, thì anh ta chạy đến một cái bậc thang, và dưới bậc thang đó có một con nhện. Anh ta định dẫm chân đạp chết con nhện đó, nhưng cuối cùng chắc có lẽ là vì lòng bi mẫn, anh ta thương. Lạ lắm quý vị, ác thì ác, chứ mà trong lòng mình có đôi khi vẫn còn một chút tính thiện. Thế thì ngay lúc này anh ta tỉnh giấc lại, anh ta suy nghĩ thôi, tha được thì cứ tha, tao tha cho mạng sống của mày không chết dưới bước chân của ta dẫm lên. Thế là con nhện được cứu. Vậy thì Đức Phật thấy rằng trong cuộc đời của Kiện Đạt Đa, ác thì ác nhưng mà dẫu sao vẫn còn một chút tính thiện. Thế là Đức Phật lấy cái cớ này để cứu cho cái tên tội nhân Kiện Đạt Đa trong cái dũng máu khổ đau của địa ngục, đang trồi sụp để tránh cái hình phạt của địa ngục. Thế thì bây giờ trên cái ao sen kia có một con nhện. Đức Phật dùng thần lực lấy cánh tay chỉ một cái, thì tự nhiên cái cọng tơ nhện nó lại thò xuống dưới lại cái giếng và đi thẳng, tạo thành một cái ánh sáng tơ mỏng manh duy nhất xuống tận cái cảnh giới địa ngục. Và cái sợi tơ lấp lóe ánh sáng đó làm cho Kiện Đạt Đa tìm thấy một tia hy vọng được cứu vớt trong cái cảnh giới khổ đau này.
Và nhìn từ ở trên cao có một cái luồng ánh sáng của cái sợi tơ đó đi xuống, đi xuống, đi xuống. Thì Kiện Đạt Đa giơ cánh tay lên một cái thì nắm vào được cái cọng tơ phát quang ấy. Và anh ta từ từ anh ta trèo lên. Trong cái cảnh khổ đau cùng cực mà được cứu như vậy, anh ta mừng quá. Anh ta biết rằng đây là một sự cứu vớt tinh thần, tâm linh màu nhiệm, chắc Phật trời Bồ Tát vẫn thương. Thế là anh ta cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình để lội ngược dòng đi lên. Quý vị biết rằng để thoát khỏi cảnh giới đó thì anh ta phải cố gắng hết mức để trèo. Trèo một hồi quá mệt, anh ta mới ngồi nghỉ. Và anh ta nhìn xuống, anh ta mới thấy không còn máu, anh ta mừng rồi. Thế là anh ta nghỉ ngơi thảnh thơi chút rồi mình trèo tiếp. Thì trong lúc anh ta nghỉ ngơi vậy đó, thì anh ta nghe tiếng ồn ào. Anh ta nhìn lại phía dưới thì anh ta mới thấy rằng cái cọng dây của mình á, là ngoài mình ra còn cả khối người cũng bám vào cái cọng sợi tơ đó mà đi lên. Thì cái chuyện gì xảy ra ngay trong giờ phút này? Nếu như anh ta để yên đi với lòng bi mẫn, giống như là một con ngựa đau thì cả tàu không ăn cỏ, còn bây giờ mình được cứu thì những người khác được cứu chung với mình thoát khổ, thì nếu mình có từ bi thì mọi chuyện nó ổn rồi. Nhưng mà khổ nỗi bây giờ phát sinh ra ngay cái lúc này, tâm lượng của sự ích kỷ, của sự keo kiệt, chỉ biết mình còn sống chết thì mặc bay. Thế là anh ta chửi: trời đất, cha mẹ thánh thần ơi, tụi bay phải buông ngay cái tay, sợi dây này chỉ có ông được cứu thôi, phước này chỉ có ông hưởng thôi, tụi bay không có được hưởng. Thế là ông ta dùng bất cứ cái ngôn ngữ nào mà có thể chửi, mà có thể thoá mạ được, để bảo những người kia đi xuống. Và rốt cuộc nói không được, cái anh ta bứt cái cọng dây ở phía dưới, cho mày chết, để coi như là không còn leo nữa, nặng quá sao, té hết cả đám làm sao. Thế thì khi anh ta bứt cái cọng tơ đó để cho tất cả mọi người kia bị té hết, thì lúc này anh ta cũng nghe cái rầm luôn. Cọng tơ anh ta đang bám cũng bị đứt luôn. Và lúc này Đức Phật ở phía trên nhìn bằng cặp mắt rất là buồn. Rồi Ngài lặng lẽ mà đi. Quý vị thấy Đức Phật có muốn cứu không? Có. Nhưng mà sao? Cứu những người nào có tâm từ bi, tiếp tục đem tâm từ bi đó để hóa độ chúng sinh. Một người cứu một người độ một người. Cái tâm mình không có ích kỷ thì tự nhiên cái phước lẽ ra anh ta được cứu. Với cái tâm lượng hải hà, mở rộng, mời rội, yêu thương, nâng đỡ, giúp những người chung quanh mình thoát khổ, anh ta lên rồi. Còn đằng này anh ta có mà anh ta không biết nghĩ đến những người khốn khó. Ta cứ ngỡ đầu đường thương xó chợ, nào ngờ đâu xó chợ cũng thương nhau. Chỉ có những người cùng khổ thương nhau, giúp nhau vượt khó như vậy, thì cái tinh thần đó mới là tinh thần của Phật giáo. Do đó quý vị yên tâm, quý vị hãy cố gắng, cho dù mình ở bất kỳ hoàn cảnh nào, nghèo khổ cách mấy, nhưng mà cái tâm lượng mình hải hà thì mình vẫn được phúc phần từ những cái người chung quanh hỗ trợ. Và chư vị Bồ Tát, chư vị Phật thường thương đưởng đến những cái cuộc sống khốn khó. Và quý vị thấy đó, để có được một cái lễ tắm Phật trong cái nghi lễ đản sinh mà quý vị gần 300 người đang ngồi tại đây, là tâm lượng của những người tổ chức rất hải hà, vì thương giúp đỡ cho tất cả mọi người, không muốn cho một mình an vui mà phải cho tất cả những người chúng ta cũng hưởng được an vui như vậy. Và thưa với quý vị, nói gì thì nói, tu gì thì tu, nhưng quý vị đừng bao giờ tham. Tham nhiều quá là mình bị lấy lại hết rồi. Giống như hồi nãy quý vị thấy không, vì tham lam ích kỷ cho mình mà không nghĩ cho người, té hết. Bây giờ thêm một cái lòng tham thứ hai mà quý vị thấy như thế này. Có một vị tu sĩ đi qua một cái làng nọ khất thực, chẳng may ông bị một cái cơn bạo bệnh hoành hành, ông không đi khất thực được nữa, ông phải ở lại.
Thì bây giờ cái bà bán hàng trà nước thương vị tu sĩ này mới giúp đỡ cho nơi cư ngụ chữa lành bệnh trong một tháng. Thì sau khi mà lành bệnh một tháng thì cái vị tu sĩ này mới trả ơn cho cái người bán hàng nước. Mà mỗi ngày thấy bà cực lắm, bà phải đi vào trong núi lấy nước suối pha trà để bán cho tất cả mọi người. Thì ông thiền sư này ông mới đào một cái giếng. Mà lạ, cái giếng ông đào múc nước lên để pha trà, nước đó còn ngon hơn cả cái nước suối lấy từ trong núi mà ngày nào lẽ ra bà phải cực để đi lấy. Thì bây giờ bà cứ đào, bây giờ có giếng rồi, cứ múc nước giếng lên mà pha nước. Sau khi thiền sư cảm ơn và ra đi thì bây giờ cái quán trà của bà bán rất là đắt, ngày nào ai cũng đến, trà ngon quá. Mà té ra ngon là nhờ cái nước lấy từ cái giếng của ông thiền sư. Chẳng mấy chốc phát đạt trở thành một cái tiệm trà to. Khoảng 3 năm sau thiền sư có cơ hội trở về thăm lại bà lão này. Và bây giờ hỏi ra mới biết rằng cái bà bán hàng quán ngày xưa nghèo khó bây giờ đã trở thành một chủ tiệm trà giàu có. Ông rất là mừng. Mà khi mà gặp lại bà lão thì bà lão lại nói một câu nghe cũng đã lắm quý vị. Trời ơi, thiền sư biết không, từ lúc mà thiền sư đào cho tôi cái giếng này đó, cái giếng nước ngọt vô cùng, tôi làm ăn phát đạt là nhờ cái giếng này đó, nhờ công thiền sư lớn lắm. Hôm nay gặp lại thiền sư tôi vui lắm, mà tôi báo với thiền sư vậy nè, cái nước giếng nó ngon vậy đó, nhưng mà khổ nổi là múc lên 2-3 bữa cái nó cạn rồi. Thôi ấy, kỳ này may mắn quá gặp lại thiền sư, thôi thiền sư đào cho tôi khoảng 4-5 cái nữa đi để cho tôi có nhiều nước để tôi bán. Thì lúc bấy giờ thiền sư không nói lời nào, đi ra nhìn cái giếng của mình. Và thiền sư mới nói một câu, viết một chữ trên đó: tại sao lòng tham của con người lại vô tận như vậy. Và nói rồi viết chữ đó, dăm ba bữa rồi thiền sư ra đi, không còn ở tại đó nữa. Thì từ lúc thiền sư ra đi rồi thì cái giếng đó nó không còn một giọt nước nào nữa. Quý vị thấy, lẽ ra là cái bà lão này bà phải an phận đi, bà phải cảm thấy đủ đi. Đằng này lòng tham bà đâu có chịu, bà có một rồi bà lại muốn được hơn. Và cuối cùng rồi, vì cái sự tham đắm nhiều quá rồi, cuối cùng rồi không được gì hết. Quý vị giờ có tham nhiều tiền, chất chứa của cải cách mấy rồi chết, quý vị có mang theo không ạ? À? Quý vị trả lời thầy nghe nè. Khi mà quý vị sanh ra đời là quý vị có gì không? Trần trùi trụi, đúng không? Khi tôi và quý vị sanh ra đời là trần trùi trụi, không có cái gì hết á. Vậy thì khi quý vị chết đi rồi, quý vị có mang theo được cái gì không? Có, ít ra chết được mặc bộ đồ chứ, đúng không? Vẫn còn một bộ đồ trên người của mình. Nếu như có cơ hội quý vị nghe cái nhạc khúc tên là Khúc Thủy Du, đoạn đầu thôi: hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới, ngoài trống vắng mà thôi. Quý vị có lấy được cái gì khi mà quý vị về bên kia thế giới không? Không. Vậy đó mà cả cuộc đời này quý vị cứ tranh với nhau để lấy thôi à, phải không? Quý vị tranh quá trời, quý vị đọt quá trời, rồi cuối cùng rồi quý vị sao? Quý vị sẽ bất lực với tất cả những gì mà quý vị có được, bởi vì đâu có mang theo được cái gì. Khi tôi chết, những gì tôi xài thì đã hết, những gì tôi chưa xài thì sao? Người khác sẽ xài, và tôi chỉ mang theo những gì tôi đã cho thôi. Do đó quý vị, trong giờ phút này Đức Phật dạy cho chúng ta, giàu hay nghèo không biết, khi mà mình có tiền là mình phải chia ra làm 5 phần. Phần thứ nhất là chi thu cho bản thân của mình vừa phải trong sinh hoạt hàng ngày. Phần thứ hai là chúng ta sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho những người thân thuộc cùng sinh sống với mình. Hoạn nạn, tối lửa tắt đèn, mình hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Thứ ba là mình phải có của để dành, sau này có chuyện bất trắc gì đó để mà có cái phòng hờ chi phí. Thứ tư là dùng một số tiền để đầu tư làm ăn kinh doanh buôn bán. Và thứ năm
là dùng một phần tiền để bố thí làm phước từ thiện xã hội. Người nào biết chia tiền của mình ra năm điều như vậy thì người đó không có bị nghèo khó. Đức Phật dạy quý vị cứ làm đúng theo như thế, vừa xài cho mình, vừa bố thí làm phước. Hãy nhớ, cái gì cho là còn, mà xài là hết. Do đó quý vị cứ cho đi, buổi sáng giúp người thêm niềm vui, buổi chiều giúp người vơi nỗi khổ. Lỡ cho mượn người ta quỵt, người ta không trả, quý vị cứ cười đi, không sao hết. Vì sao vậy? Có thể là đời trước mình nợ người ta, đời này người ta lại, người ta lấy lại là quề. Hoặc là nếu như không phải là người ta nợ, mình nợ người ta, người ta nợ mình thì không sao hết. Bây giờ mình cho người ta nợ đi rồi nữa, người ta cũng sẽ trả lại cho mình thôi. Luật nhân quả rất công bằng. Do đó quý vị đừng có so sánh hơn thua. Một câu nói rất là hay là hơn thua so với chính mình. Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua. Cái ngày hôm nay mình hơn mọi người, chuyện đó bình thường. Mà mình phải hơn mình nè. Mình phải thắng cái giặc phiền não, cái hơn thua trong mình nè. Mà mình giữ được một cái trạng thái an lạc hạnh phúc. Tâm quý vị đừng so đo tính toán. Cuộc đời này quý vị càng so đo tính toán thì coi như là quý vị càng khổ mà thôi. Tôi nhớ rằng trong một cái nhạc khúc của Một đời người một rừng cây đó, có một câu nói là ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Cuộc đời này nếu như mình hy sinh, mình chịu đựng, mình chịu cực, chịu khó, mình thay thế cho chúng sinh chịu khổ thì sau này mình hưởng phước lớn lắm. Sau này các anh chị học, các anh chị sẽ thấy rằng Đức Bồ Tát Địa Tạng và Ngài A Nan, hai người đều có một cái tâm nguyện. Khi nào còn một chúng sinh khổ đau trong địa ngục thì Ngài chưa thành Phật. Đời ngũ trượt ác thế khổ đau thì các vị này xin nguyện đi vào trước để mà độ. Do vậy, những người nào muốn làm Phật, những người nào muốn làm Bồ Tát thì những người đó phải chịu cực, chịu khó, làm nhiều điều phúc thiện, bố thí cúng dường, giúp đỡ cho chúng sinh. Còn nếu cuộc đời này quý vị chỉ muốn ăn không, chỉ ngồi hưởng thôi mà không có tạo phước gì, thì không khéo quý vị sẽ đi vào những cảnh giới bất ngờ. Với sự tính toán hơn thua mà quý vị sẽ chịu cái quả thiệt thòi mà thôi. Ở một cái gia đình nọ, có hai anh em sống với nhau mà hai cái tính tình khác nhau. Ông anh á, thì làm biếng, không bao giờ làm ăn cái gì hết. Còn ngược lại, đứa em thì thật thà chất phác, sống đạo đức, lúc nào cũng làm thiện, lúc nào cũng chịu khó, chẳng bao giờ muốn hơn thua với mọi người. Ai muốn thắng cứ để người thắng, ai muốn hơn cứ để người hơn. Người em sống rất từ tốn và khiêm hạ. Hai anh em hai tính tình khác biệt. Một hôm trong cái chuyến đi vận chuyển đồ đạc kinh doanh buôn bán, trên đường về đi qua một cái ngọn núi và cái vực sâu, vô tình dấp té, hai anh em thân ngoại mạng chung qua đời. Khi mà qua đời xuống dưới gặp Diêm Vương và Phán Quan, Diêm Vương mới hỏi Phán Quan hãy lục sổ sinh tử ra coi hai cái anh em này tiến trình tái sinh luận tội như thế nào. Thì Phán Quan mới coi và mới thấy được rằng, báo cáo cho Diêm Vương là hai anh em này cuộc sống không có làm ác gì nhiều, đủ điều kiện để tương lai tái sinh làm người chứ không có chịu khổ nơi địa ngục. Thì Diêm Vương mới hỏi rồi tiến trình tái sinh của hai đứa này làm sao. Phán Quan mới nói rằng hai anh em này đời trước là anh em, nhưng mà đời sau không còn là anh em nữa, mà mỗi người đi một nơi. Một người sẽ đi vào nhà họ Tạ và một người sẽ đi vào nhà họ Triệu. Cái người mà đi vào nhà họ Tạ thì suốt cả cuộc đời chỉ nhận sự giúp đỡ của người khác mà thôi. Còn cái người đi vào nhà họ Triệu thì suốt cả cuộc đời phải đi làm lụng giúp đỡ cho những người khác.
Lúc bấy giờ thằng anh nó ngồi nó suy nghĩ, trời ơi vậy mình vô nhà họ tạ ngon hơn chứ. Để cả cuộc đời này mình hổ phải làm gì hết á, mình chỉ nhận sự giúp đỡ của người khác. Mắc gì phải vô nhà họ triệu chi, để cả cuộc đời này mình phải đi làm lụng mà đi giúp đỡ người khác. Thế là nó đã tính trước rồi. Diêm Vương mới hỏi, thế giờ hai anh em tụi con muốn đứa nào vô nhà họ triệu, đứa nào vô nhà họ tạ? Thì lúc này thằng anh nó giơ tay nó phát biểu liền, dạ tâu Diêm Vương, con xin vô nhà họ tạ để cả cuộc đời con nhận sự giúp đỡ từ người khác. Lúc bấy giờ Diêm Vương mới hỏi, thằng em vậy chứ ngươi có muốn vào nhà họ triệu để suốt cả cuộc đời giúp đỡ người khác hay không? Thì lúc bấy giờ thì đứa em mới trả lời, dạ tâu Diêm Vương, đó là cái hạnh nguyện của con, con muốn giúp đỡ cho tất cả mọi người an vui là con được an vui, mọi người được hạnh phúc là con được hạnh phúc. Con xin học hạnh thương người như thương chính bản thân con, và người khổ cũng như chính con khổ. Thì hai người như vậy thì Diêm Vương ok cho hai đứa này nó đi tái sinh. Và chuyện gì đã xảy ra trong những năm sau khi tái sinh? Thằng anh sinh vào nhà họ Tạ đúng như tâm nguyện của nó, và cả cuộc đời nó chỉ nhận sự giúp đỡ của người khác, và gia tài của nó chỉ có cái lon và cái nón để cả cuộc đời đi xin thôi, để xin ăn suốt cả cuộc đời để nhận sự giúp đỡ của người khác. Còn ngược lại thằng em thì sao ạ? Với tâm nguyện là giúp đời, suốt cả cuộc đời phải đi phục vụ người khác. Thế là anh ta đã sinh ra trong một gia đình giàu có, và cả cuộc đời anh ta chỉ có lấy tiền mà đi làm phước thôi. Đấy, thế thì quý vị đừng có tính toán nha. Quý vị sẽ tính già rồi quý vị sẽ hóa non. Đức Phật dạy, người nào nếu như chịu cực, chịu khổ, thay thế cho chúng sinh, thì sau này phước quả lớn lắm. Do đó là quý vị đừng có đến chùa mà quý vị than sao cuộc đời con khổ, mọi người đối xử con thế này, mọi người đối xử với con thế tơ. Mọi người đang thử quý vị đó. Quý vị cứ chịu đi, chịu cực chịu khổ, xong rồi khổ tận cam lai. Quý vị đừng bao giờ lo lắng nhiều như thế. Thôi thì còn rất là nhiều, mà thời gian nó lại có hạn. Xin mong rằng là ngày hôm nay chốt lại cái chủ đề an lạc từ cái kỷ niệm của Đức Phật đản sinh. Thì quý vị cứ nhớ Đức Phật dạy cho chúng ta cuộc đời này với bốn câu thôi: không làm các việc ác, vâng làm các việc thiện, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Cuộc đời này quý vị đến ngày hôm nay gặp được Đức Phật là phước duyên lớn lắm. Gặp Phật rồi là phải tu, phải ăn chay, phải niệm Phật, phải làm lành, phải lánh dữ, phải giữ cho cái tâm nguyện của mình được thiện lành. Nãy giờ quý vị nghe rất nhiều các mẫu chuyện mà Thầy kể, thì cố gắng giữ cái tâm của mình sáng trong, thiện lành. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa nghĩ điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này. Ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Mỗi một ngày mình tiếp xúc với chất liệu an lạc, thảnh thơi, an vui, thù thắng, thì ngày đó quý vị đang ở trên cõi trời. Còn ngày nào mà quý vị để cho cái tâm niệm của mình dính vào tham lam, dính vào sân hận, dính vào si mê, quý vị cọ sát với những cái con người mà khiến cho quý vị bực tức, khiến cho quý vị khổ đau, thì bây giờ trong thân thể quý vị lại chế tác ra một cái nguồn năng lượng tiêu cực, và nó sẽ làm cho quý vị khổ. Quý vị cố gắng tránh giùm Thầy, đừng để tâm thức mình bị dấy động, bị đau khổ bởi những cái phiền muộn. Chúng ta hay nghe phiền não đó. Phiền là lo lắng ưu tư, não là thiêu đốt. Mỗi một ngày mà mình cứ bị những cái lo lắng ưu tư, những cái giận hờn nó chọc tức, là quý vị đang ở trong quả diệm sơn, đang ở trong cái sự thiêu đốt. Thế thì quý vị không có an lạc được. Muốn có an lạc là quý vị phải tập cười. Tha được thì cứ tha, sống bao dung, từ bi, nhớ tìm cách cho vui, nhớ làm vơi nỗi khổ,
nguyện để lòng hoan hỷ và nguyện thực tập thả buông. Thấy Đức Phật làm thiện, quý vị cũng phải làm thiện. Và nhớ điều thiện sẽ đưa đến cảnh giới tốt lành, tay phải chỉ lên trời. Điều ác sẽ chiêu cảm lấy những kết quả khổ đau. Quý vị sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu và làm những cái điều không tin vào nhân quả đạo đức thì quý vị sẽ đi xuống cảnh giới khổ đau. Và ngày hôm nay, chốc lát nữa, khi mà quý vị thực hiện nghi thức tắm Phật, từng gào nước rải trên kim thân của Đức Phật để quý vị soi lại bản tâm của mình, để quý vị sám hối nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp của mình mà ngày hôm nay quý vị nhận chân giáo lý đạo Phật đã khai sáng cho quý vị. Con xưa lỡ tạo bao ác nghiệp, khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê, hờn giận và ngu si. Tất cả con nay xin sám hối, một lòng con cầu Phật chứng tri. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Ngày hôm nay là ngày quý vị tắm Phật, là quý vị sám hối nè, quý vị thanh tẩy bụi trần nè, quý vị tịnh hóa thân tâm nè. Tôi tin rằng những cái chất liệu bình an, tuệ giác, từ bi của Đức Phật sẽ thẩm thấu vào tâm, vào thân của quý vị. Nhờ cái phước đó, bắt đầu ngày mai, sau giờ phút tắm Phật, quý vị trở thành một con người mới, hiền hơn, đạo đức hơn, an vui hơn. Và mong Đức Phật hộ niệm cho quý vị có cuộc sống được hạnh phúc trong những cái điều thiện mà quý vị đã làm, đang làm, sẽ làm, đã thành tựu, đang thành tựu và sẽ thành tựu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn những lời pháp thoại vàng ngọc của Đức Đại Đức Giảng Sư Thích Lệ Minh. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời anh Hoàng Huy Tâm sẽ bước lên sân khấu có đôi lời cảm tạ gửi đến Đại Đức. Trân trọng kính mời anh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thay mặt toàn thể đại chúng, con thành kính tri ân những lời pháp nhủ của thầy. Những lời dạy dỗ và chỉ bảo của thầy là hành lang cho chúng con trên con đường tu học. Mong rằng kính nguyện Hồng Ân Tam Bảo luôn gia hộ cho thầy được thân tâm an lạc, Phật sự viên mãn, chúng sanh dì độ và là bóng bồ đề cho chúng con nương theo trên con đường tu học Phật pháp. Hương thơm mười phương thành ca tỳ là đây, gió reo vui trời bừng sáng, người người hân hoan loan tin vui, tất đạt đà thái tử ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt tham sân si, sáng soi đạo vàng. Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin lạy người. Đạo vàng luôn từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền, sống vui trong lục hòa. Lòng con nguyện tình tâm quyến đi theo đường chân lý, dù gặp bao nguy nan oan khiên, vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cúi xin lạy người. Nam mô Bổn
vàng xanh, đóa vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành Ca Tỳ Là đây, gió reo vui trời bừng sáng, người người hân hoan loan tin vui, tất đạt đà thái tử ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt tham sân si, sáng soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin lạy người. Đạo vàng luôn từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền, sống vui trong lục hòa. Lòng con nguyện tình tâm quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao nghi nan oan khiên, vững lòng tin dưới bóng Cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con